Chương trình Tạ Tình Ba, nhạc tình hoàng thi thơ cho giới trẻ là sự kết hợp dũng dạo tiệc hoành tráng và rượu vang nổi tiếng Hoàng Kiều với sự góp mặt của các danh ca Lệ Quyên, Ý Lan, Quang Dũng, Ngọc Hà, Quang Linh, Trần Thái Hòa, Đăng Trường, Như Trang, Quán Quân Bolero Việt Nam, Phương Anh, Mai Thanh Thúy, Diễm Ngân, Võ Hà Trâm, Băng Nhi và nhiều ca sĩ khác. Phần biểu diễn của các siêu mẫu với bộ sưu tập thời trang mang tính biểu tượng Kiều Hoàng. Chương trình Tạ Tình Ba sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều đến 11 giờ tối thứ bảy 11 tháng 8 năm 2018 tại Grand Bar Hyatt Regency Orange County, địa chỉ 11999 Đại lộ Harbor, thành phố Garden Grove. Đây là chương trình đặc biệt không bán vé. Khi mua các sản phẩm KHKMY trị giá 500 Mỹ Kim sẽ nhận được một vé VIP, mua 250 Mỹ Kim sẽ nhận được một vé thương. KHKMY là thương hiệu của các mỹ phẩm chống lão hóa dành cho cả nam và nữ, do Hoàng Kiều và một số bác sĩ tiến sĩ người Ý bào chế và sản xuất tại nước Ý. Mua trước sẽ được ngồi trước và chỗ ngồi lý tưởng. Hiện nay chỉ còn 120 chỗ ngồi mà thôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một chương trình ca nhạc đặc sắc nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, Hoàng Kiều đích thân chuẩn bị ẩm thực cho quý khách của show Tạ Tình Ba với món bò Kobe chiên cách thủy. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-976-0986, 1-800-976-0986.